Rồi, cảm ơn chị. Thì bên này sẽ chạy qua bên này. Rồi bây giờ là muốn cho bên này nóng thì chúng ta sẽ khóa cái dân tam với bên này lại ha. Rồi chúng ta sẽ điểm nè. Cho nó đều, hai bên nó nóng đều thôi, bên nó gần ha. Rồi chúng ta sẽ điểm nè. Đây lần theo cái này xuống thấy cái chỗ lõm này. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Đó, bắt đầu nóng lên ha. Được rồi ha, hai bên khỏi cạnh gần nhau ha. Rồi, cảm ơn. Rồi, như vậy chị em sẽ thấy nó có cái điểm rất độc đáo của cái phương pháp này, nó là những cái chỗ này đây nha. Rồi, đây là cái tóm tắt của cái việc mạnh lực đó, giúp cho không lên được, và đồng thời nó có cái điểm đặc sắc của nó là nó có thể dẫn máu xuống chân đối diện nếu chúng ta khóa thêm cái nhân tâm ba. Rồi, đây là lý do tại sao chúng ta giải thích được là sao mà nó dẫn máu xuống được nè. Thì chúng ta sẽ thấy đây là mạch máu. À, đó, đây nó không đi theo mà nó xuống được cái chân. À, đây thì khi rõ cái điều này, chúng ta thấy cái đường đi của mạch máu đến đây nó xuống. À, như vậy thì chúng ta thấy nó có cái hay là cái chỗ này. Còn cái đường của William Fitzgerald cũng thế, nó chạy thay thấy đẹp. Đó, nó chuyển đi xuống được dưới chân. Hai cách của William Fitzgerald là từ năm 1947, lúc bây giờ người ta cho chưa có được những cái điều kiện để xem xét được những cái mạch máu như bây giờ. Nhưng bây giờ thì chúng ta có thể giải thích bằng cái hiện tượng là dẫn theo cái mạch máu. Nhưng mà nhiều nhà nghiên cứu người ta cũng đặt ra vấn đề máu thì làm sao mà chạy nhanh như vậy được. Đó, anh chị em thấy tôi chỉ mới bấm có mấy cái thôi, chỉ nóng lên như vậy, nó phải là cả hệ thần kinh được. Còn cái chuyện nóng lên được là nhờ có máu. Máu chạy tới đâu thì chỗ đó sẽ nóng. Nhưng nếu không có đường kinh thì nó sẽ không dẫn được. Đó, vậy chúng ta thấy cái phương pháp này rất là hay là ở chỗ này. Rồi, đó là cái việc về mạnh lực một chút. Bây giờ chúng ta tới cái việc nhật bách. Việc này sẽ giúp cho chúng ta rất nhiều trong vấn đề gọi là đưa máu lên trên đạn. Việc này rất hay trong trường hợp thiếu máu não này. Mà chúng ta thấy thiếu máu não thì dẫn tới cái gì? Váng đầu, rồi qua mắt, rồi ù tai. Nhiều khi thậm chí đến cái mức độ là nhiều người dẫn đến cái tình trạng người ta gọi là rối loạn tiền đình. Nhưng cái rối loạn tiền đình ở đây nó khác. Từ xưa đến giờ khi người ta hiểu cái rối loạn tiền đình đó, thì nó là ở trong cái lỗ tai trọng, và nó dẫn tới cái tình trạng người ta gọi là chóng mặt do tai trọng. Nhưng cái đặc điểm của cái rối loạn tiền đình là có cảm giác bồng bềnh, cảm giác như nhà cửa nó đổ lộn nhào, nhà cửa đổ, hoặc là có cảm giác bồng bềnh như đang ngồi trên con thuyền này. Thì khi nào chị em thấy có cảm giác mà đang nằm mở mắt ra thấy tự nhiên nhà cửa nó đổ ôm ôm, rồi mình có cảm giác như mình đang bơm đi trên sóng bơ như vậy, thì đó là rối loạn tiền kinh điển. Tôi đang dùng chữ rối loạn tiền đình kinh điển có nghĩa là từ trước đến giờ khi người ta nói đến rối loạn tiền đình là người ta nói đến yếu tố này. Nhưng anh chị em sẽ thấy trên lâm sàng có những bệnh nhân người ta vẫn có những cái dấu hiệu mà khi đi khám á, và mình nghe bệnh nhân khai thì các bác sĩ cũng vẫn kết luận đó là rối loạn tiền đình. Mặc dù họ không hề có dấu hiệu là chao đảo hay là đấy, nhưng họ vẫn có cảm giác như cái đầu của mình nó nhẹ tênh. Nhiều bệnh nhân tới khai sau cái đầu của em ngày hôm nay nó cứ như là không còn gì trong đầu, nó cứ hoa mắt rồi nó chóng mặt rồi nó nhẹ đầu. Thì các bác sĩ cũng có thể kết luận đó là một cái dạng của rối loạn tiền đình, nhưng không có những cái đặc trưng của cái hiện tượng là cảm giác nhà cửa nó đổ nhà hay là một bệnh. Khi có dấu hiệu của nhà cửa đổ mà này kia chẳng hạn rồi bộc bệnh thì đó là chắc chắn là rối loạn thần kinh tiền đình. Nhưng cái này cũng là một cái dạng rối loạn tiền đình, nhưng mà nó có thể là nó nhẹ hơn, nó chưa đến cái mức độ mà đổ nhà đổ cửa, nhưng mà vẫn có cảm giác như lâng lâng. Anh chị em thấy bệnh nhân dùng cái từ rất hay, nhiều khi họ tới khai tôi
ngày hôm nay em cảm thấy lưng mà chẳng có làm, không tập trung làm được cái gì hết, đầu nó cứ như đi đâu à, mình không có suy nghĩ gì hết, đấy, nhưng mà cái đầu cứ lưng không làm được cái việc gì hết. Cũng là một cái dạng của rối loạn tiền đình này, nó cảm như là đi không được thăng bằng lắm à. Rồi thế thì bây giờ chúng tôi cũng đưa ra cho anh chị em thêm này, là nhiều khi chúng ta chủ quan quá, tại vì nghe bệnh nhân nói rồi à, nhiều bác sĩ cũng vậy, chỉ nghe bệnh nhân nói rồi là có thể đi đến kết luận. Nhưng bây giờ thì chúng ta tìm cách để chúng ta có thể phân biệt được thế nào là rối loạn tiền đình thực sự. Thế anh chị em có thể tự mình kiểm tra lấy xem coi tôi có thuộc loại đó không à. Anh chị em đứng như thế này nha. Rồi xong sau đó chúng ta cho cái chân phải của chúng ta để lên cái đầu gối chân trái, để hai bàn tay trước mặt nha. Là cái thế ở trên này không được. Rồi chúng ta nhắm mắt lại, dang hai tay ra đằng trước này, xong sau đó chúng ta lấy chân trái trụ, chân phải chúng ta để ngay lên trên này. Và chúng ta nhắm mắt lại, chúng ta mở mắt ra. Nếu mở mắt ra mà người mình nó gục, nó đổ ngay á, thì đó là dấu hiệu mất thăng bằng, nghĩa là rối loạn tiền đình. Còn nếu anh chị em vẫn đứng được tốt như thế này, điều đó chứng tỏ rằng chúng ta không bị rối loạn tiền đình. Thì anh chị em có thể tập như vậy để mai mốt làm sao chúng ta giữ được cái thăng bằng. Điểm thứ hai, ở đằng sau đầu chúng ta nó có một cái huyệt đặt tên là huyệt Ngọc Trấn. Ngọc là cái gì quý giá, Trấn là cái phía đằng sau óc chúng ta, nơi chứa đựng những cái gì có về cái não. Chúng ta thấy đập đầu trước không chết, đập đầu sau chết. Cái người mà té xe xuống đập chấn vào đây chết, đập trước thì chưa chắc chết. Thì người xưa người ta tìm thấy ở đây có một huyệt tên là huyệt Ngọc Trấn. Nó tương ứng với lại cái huyệt đánh đường phía trước mà kéo đằng sau. Và huyệt này ở trong châm cứu là tên là huyệt Ngọc Trấn. Nhưng ở trong bóng huyệt là đặt tên như là huyệt bóng huyệt phản xạ, người ta đặt tên đây là huyệt thăng bằng. Huyệt bằng nói lên cái gì? Nói lên yếu tố quân bình cho cơ thể. Bây giờ chúng ta đi mà chúng ta có cảm giác như mình đi bên đây thì nó lại siêu bên nọ, đi vẹo bên kia. Có nhiều người đi như vậy chúng ta tưởng họ say rượu, nhà không có đâu. Nhưng mà người ta cai say rượu thì nó đi ngả nghiêng hoàn toàn nó chi. Còn đây người ta có cảm giác người ta hơi, rồi người ta đi này, người ta đi hơn. Còn cai say rượu đi hả hẳn, ngả hẳn đi rồi nó không làm chủ. Còn cái này rõ ràng người ta còn làm chủ được động tác nhưng mà nó mất cái thăng bằng. Cái hệ não này, cái huyệt Ngọc Trọng nó làm việc, nó bị tổn thương cái gì đó ở cái vùng này, nó làm cho người ta đi có cảm giác như là mình muốn, rõ ràng mình muốn đi đây mà nó lại bắt kẹo ở đây, đúng cái này đi đấy, nó muốn quẹo quẹo nào nó quẹo. Đó là dấu hiệu mất thăng bằng của cái hệ thần kinh của mình, và đặc biệt cái huyệt Ngọc Trọng này. Thế thì chúng ta sẽ có hai vấn đề. Nếu chẳng hạn như trường hợp mình như vậy, anh chị em lấy cái tay này để có huyệt Ngọc Trấn này, đằng trước này chúng ta gõ vào cái huyệt ấn đường. Hai, đau đằng sau chữa đằng trước là chúng ta gõ như thế này, nó sẽ chạy đến đây và đến cái huyệt Ngọc Trấn này thì nó dừng lại và nó sẽ kích ứng cái huyệt Ngọc Trấn này làm việc trở lại, và chúng ta sẽ bớt được cái hiện tượng là đi nó ngã ngã nghiêng nghiêng, hoặc là đi nó cứ như là trên mây trên gió đó. Rồi anh chị em nắm được cái chuyện này chúng ta về có thể làm được. Và đặc biệt nó ở chỗ này, nếu anh chị em thấy sáng mình ra ngủ sau đầu mình vẫn thấy nhẹ tay nhìn ngạt, anh chị em tự mình làm lấy được, phá cao thống lại cho tôi, rồi để tay cứ tưởng tượng đây nè, kéo đằng sau nó đó, đây chính là huyệt Ngọc Trấn. Rồi lấy tay dây cái huyệt này nha, dây cái huyệt này để cho máu nó từ cao thống dồn xuống dưới đây.
nó được nuôi dưỡng cái chỗ này. Và không thì anh chị em làm cách này. Cào cho tôi 10 cái, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Làm 3 lần như vậy để cho máu nó tập trung vào, nó nuôi dưỡng được cái vùng thăng bằng này. Thì anh xem sẽ hết cái hiện tượng đó. Đó. Rồi, và bây giờ anh chị em nghỉ giải lao chút. Trong tay để thêm hai cái nằm ở giữa còn có cái danh sách phát ra mà chúng chị ký tên nó chờ lại dù mà hàng sang cái nguyên quán quán họ tên tại sao này thầy chặt nhiều vào đó để làm hàng luôn các anh chị để có một số anh chị với chiếc phí còn thiếu chút mời anh chị thêm hoàn thành.